đéo có cực đi luôn đã luôn. Rồi bây giờ rồi 1, 2, 3 thì hôm nay mình sẽ fit out cái loa Marshall US Prime. Thì cái loa này mình thấy là ra cũng khá là lâu rồi, cũng ít người biết về cái loa này và cũng ít người review hay là fit out về nó, test về nó. Thì hôm nay mình có thời gian thì mình sẽ fit out anh này ra xem coi anh này nó như thế nào, bên trong nội thất này như thế nào. Rồi muốn nói chuyện này. Rồi, lấy ghế ngồi. Ok, thì mình sẽ dọn bước người ta cái đã. Bây giờ mình sẽ mở hết cái phần ốc ở phía sau ra. Đây là cái bộ dụng cụ. Thì theo mình cũng khá là lâu rồi đó. Bây giờ mình sẽ mở ở phía sau trước. Khá là thích nha. Đó, nhựa thôi. Thì đây là cái nội thất bên trong của cái con này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phụ tiếng này ha. Thấy không? À, bây giờ mình sẽ gỡ hết mớ dây này ra nha. Đây là mình đã tháo được cái phần bên lòng trong thì cũng khá là đơn giản. Thì cái lo này nó sẽ có một cái lo trap và một cái lo bass, cái lo mà nhảy ở giữa nha, như bạn thấy này đó. Rồi thì tất cả nội thất thì nó đều nằm ở phía bên đây là mainboard. Thì hôm qua bạn có thấy hôm qua như gì đó là mình có full một cái lo alu thì nó sử dụng cạc wifi cũng là của hàng Linh Lay. Đó, y chang luôn, không biết mình đổ qua được không ta. Cái cạc đó hôm qua mình lấy đổ qua đây được. Thấy cái chân tiếp xúc cũng giống nhau nè. Đó, thì ở đây là cái mainboard và chip xử lý của nó nằm bên đây. Khá là đơn giản, con này không phòng này. Và cái cục nguồn cũng có lo nằm trong đây. Con này thiết kế cũng rất là đơn giản, không có gì. Để chúng tôi tiếp tục tháo ra. Thì bây giờ mình sẽ sau khi mình đã thi đao cái lò Marshall with Fly này ra thì nội thất của con này rất là đơn giản nha. Nguồn, main, cạc wifi với lại khiển lo thôi. Thì con này công suất là 30W. Thì bạn nào cần một cái lo có nhỏ gọn nè, có trợ lý ảo Alexa, có xài Airplay 2 thì
cái loa Marshall XY này sẽ là một lựa chọn khá là ok.